đang đứng ở chùa Điều Ngự. Hôm nay là sáng mùng 1 Tết thì Thêmì sẽ đi hái lộc đầu năm. Thì bước sang năm mới 2020-21, Thêmì chúc cho cô chú và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Happy New Year. Bây giờ thì Thêmì mời cô chú và các anh chị hãy cùng đi chùa với lại Thêmì. Phong cảnh trước cửa chùa Điều Ngự mình đi vô cô chú và các anh chị. Và bên kia là cô chú và các anh chị thấy đó là cái cổng á, những ngày thường thì mình sẽ chạy vô phía đó mình đậu xe mình đi chùa, nhưng đến Tết thì ở trong đó đông người vô thăm chùa thì mình sẽ đậu qua đối diện ở bên đó mà mình đi bộ qua đây. Và đây là cái cổng chùa Điều Ngự, đây là Thêmì mình sẽ đi vô cái cổng này cô chú và các anh chị. Hôm nay thì tình hình Thêmì thấy ở chỗ đậu xe mình kiếm chỗ đậu rất là khó, tại vì mùng 1 Tết ai cũng muốn đi hái lộc, nhưng năm nay Thêmì thấy cô chú và các anh chị ai cũng mặc áo dài hết nhìn đẹp á. Mà mỗi năm thì không có mặc áo dài nhiều, nhưng mà năm nay mùa đại dịch lớn mà Thêmì thấy mấy cô nè, mấy chị và mấy em ai cũng mặc áo dài nhìn đẹp ghê cô chú và các bạn ơi. Nhìn chiếc tà áo dài thướt tha trong gió nhìn quá đẹp luôn. Đây là toàn cảnh của chùa Điều Ngự buổi sáng mùng 1 Tết nha cô chú và các anh chị, rất là đông luôn, vui nhộn nhịp đó. Thêm mì rất thích nhìn mấy cô mặc áo dài nhìn nó thướt tha lắm. Hôm nay thì đủ màu áo dài ở trong chùa Điều Ngự này luôn. Thì trước mặt cô chú và các anh chị thấy đây là năm con trâu, thì ở đây có trang trí hình một cái con trâu màu đen, thì mình nói màu đen thì mình nhìn thấy không có rõ, để cho mọi người đến thăm viếng chùa và sẽ chụp hình làm kỷ niệm một năm mình đầu mình đi hái lộc á. Rất là đẹp. Mấy anh đó thì mặc áo dài cách tân của người của đàn ông, còn mấy cô mặc áo dài thước tha đó. Đẹp ghê luôn á. Ở chùa Điều Ngự có một đặc điểm rất là hay là ở ngoài phía vòng quanh chùa là có làm những cái trang trí cho dịp Tết, như là cây hoa đào, hoa mai, rồi có suối nước chảy rồi nè, rồi có Phật ở ngoài đây nữa, để cho mọi người có thể mình đi chùa xong mình sẽ chụp hình. Rất là đẹp cảnh ở đây luôn cô chú và các anh chị. Rồi có một cái cầu đồ để cho mấy cô đồ đứng lên làm kiểu chụp hình đồ, kế cây đào cây mai, và có những cái lồng đèn nữa. Phía bên trong chùa thì có một cái nơi có một cái sân khấu để cho tối đêm 30 đón giao thừa thì sẽ có ca sĩ hát ở đó, và mọi người đi chùa và sẽ vô trong đó và có ghế ngồi nữa. Như năm nay thì Thêmì nghĩ là chắc không có để ghế cho mọi người ngồi đâu, thì sợ bị lây dịch bệnh đó nên không có để ghế, chỉ nghe ca sĩ hát thôi. Đây là cô chú và các anh chị thấy cái bối cảnh của trước sân chùa, trang trí những cái đồng tiền chúc mừng năm mới, những cây đào, những cái dây pháo bự thiệt là bự luôn nè, và có những chiếc cầu nho nhỏ cho mấy cô đứng lên chụp hình. Nên những năm nay thì mấy cô mặc áo dài đến đây nhiều lắm để thăm viếng chùa và chụp hình, tại là ở đây có nhiều cái cảnh Tết đẹp lắm. Quang cảnh của chùa Điều Ngự sáng mùng 1 Tết, tuy mùa dịch cũng rất là nhiều, nhưng mà cô chú và các anh chị cũng không có ngại gì mà đi hái lộc đầu năm. Hôm nay ở đây rất đông cô chú và các anh chị. Phía trước mặt thì mình thấy có một cái chậu hoa mai rất là đẹp.
mỗi cái chánh điện của mỗi chùa thì có một cái nét đẹp riêng, nhìn mỗi cái nét của chùa thì nó đẹp khác nhau. Mà đi đến vô chùa, vô chánh điện là mình cảm thấy giống như cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng và nhẹ nhõm đi, cô chú và các anh chị. Đây là thầy đang đứng gõ mõ cho mọi người cầu nguyện, và có một cái bàn có một bao lì xì và một kẹo, khi ai mà tới đây bỏ tiền vô cái thùng thư và mình sẽ được hái lọc bằng một cái bao lì xì và một cái viên kẹo có cái phong bì màu đỏ, và để đem về cho một cái năm mới mình được cái một cái lọc màu đỏ để cho nguyên cả năm mình được may mắn. Đây thì thấy có mấy em đi với lại cha mẹ đến đây này, cũng ngồi xuống và để lại Phật phù hộ cho em được học giỏi. Nhìn mấy anh mà mặc áo dài cách tân của màu đỏ đây nè, nhìn cũng đẹp ghê luôn đó. Yeah.